Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exciter 135, cái bản năm 2010. Dòng thế này ai mà không thích. Cái Exciter 2010 là một trong những dòng xe được vạn người yêu mến bởi mặt màn hình nhỏ gọn, thiết kế nam tính, chẳng bao giờ lỗi mốt. Có lẽ vì những ưu điểm kể trên mà anh Quốc Tuấn, chủ nhân chiếc Exciter cái bản năm 2010 hôm nay đã nâng cấp chiếc xe cưng của mình với một từ ngoài vào trong, hút được mọi ánh nhìn của anh em đam mê xe. Cái bề mặt tiền của con xe được trang bị rất chất bất cụm nắp Rainbow Ateb cụm con đầu nù tiếp em. Hai món đồ chơi này giúp cho tăng hiệu năng sử dụng, đồng thời cho phép chỉnh được biên độ tay sao cho phù hợp với tay từ người chủ. Giá của gói combo này cũng sắp xỉ là hơn 10 củ. Tiến sâu hơn bên trong, anh em nhận ra ngay đồng hồ Uma Racing dành cho Exciter cái bản năm 2010 gắn nhiều sim, không cần phải chế độ bờ cổ. Giá em ấy dao động từ 2 đến 3 triệu. Ngoài ra ta còn thấy được cái cụm công tắc NVX, cái cụm ga Dono, một món đồ chơi có thể câu thêm chức năng tắt mở động cơ, còn món còn lại đem lại cái nước đề ban mạnh mẽ hơn cho chiếc xe. Để có sự ổn định còn tay lái tốc độ cao, anh chủ đã chọn cây chỉnh lực thì tính từ WS. Giá của em ấy dao động từ 3 đến 4 triệu, rất dễ dàng tiếp cận nhưng lại đem đến cái sự an toàn, độ thẩm mỹ rất cao cho chiếc xe của bạn. Chân chân được gia cố một cái mông Rainbow 8 cây dành riêng cho Exciter 125, đem được cái sự cứng cáp cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cái cặp mâm mức giá gần 2 củ đang được các cửa hàng bán đồ chơi xe máy bán. Hệ thống thắng cũng được nâng cấp mạnh mẽ bằng cặp hẹp Rainbow lực lớn để thắng cover tối ưu hóa hiệu suất thắng. Chắc chắn không ít những bạn tò mò hệ thống nội công của con xe. Chiếc xe này mang cho mình nội công cực khủng. Bình xăng hàng hiệu trên chiếc xe đã tiết lộ tất cả. Bình xăng này mang cái tên là FCR 35, có công suất bổ trợ cùng chế bệ độ của con xe, đem lại cái độ bốc cũng như công suất như ý. Che xe nguyên bản đã được tháo ra, khoe hết được cái cọng sinh hoàng ống ánh, được người chủ chăm sóc rất là sạch sẽ. Yên cũng làm lại để đảm bảo được từng chặng đường đi qua đều mang lại sự êm ái. Nhiệm vụ thoát hơi cho một cái cục máy cực khủng này được giao hết vào cái cable AM-M3. Không những âm thanh quy lực mà vẻ ngoài bóng bẩy của nó còn có thể hấp dẫn bất cứ những dân chơi nào. Giá cable này hiện nay đang được bán là 10 triệu. Cái chiếc Exciter 135 2010 độ hôm nay được người chủ đã ra quán. Nếu các bạn mong muốn thì có liên hệ trực tiếp cái Facebook của anh Lê Quốc Tuấn tại Vũng Tàu để hỏi giá nhé. Quay 125 nâng cấp cái dàn chân CNC cực kỳ chất lượng. Cái chiếc quay 125i ở bên Thái còn mang cái tên là Future Mập 125 ở Việt Nam, rất được anh em chia sẻ ưa chuộng từ các phiên bản đầu bởi cái sức mạnh động cơ và khả năng vận hành siêu máy. Khi về tay những dân chơi xe, nó còn được cải tiến nhiều hơn, điển hình là chiếc xe dưới đây. Dàn đầu chiếc sậu được trang bị cho mình tay thắng CNC tích mạch 6 cấp tăng đường rất tiện lợi cùng với từng cái nút tay người chơi. Ngoài ra đây là cái dàn chân trước với điểm nhấn là con heo giọt Rainbow logo lớn 2 miếng xứng kết nối với vụ thông qua một cái vách heo CNC. Đĩa của Rainbow Oversize cũng không thông qua một khớp lòng để bắt vào mâm. Nhìn xuống ta thấy ngay cái dàn chân sau với điểm nhấn là cục Holdin phiên bản là 310 dành riêng cho Fuel Cream quay dụng kết hợp cùng với cấp nhôm đồ chơi. Cái bộ phanh đĩa có dùng là heo của Rainbow logo lớn làm chủ đạo chính. Nếu tính về mặt giá cả thì gói combo kể trên đã ngốn hết 15 củ. Cái dàn chân là nơi tạo điểm nhấn đặc biệt cho bản đồ hôm nay bằng cái gam màu sắc cam từ cái mâm Facebook 5 cây CNC khối. Thiết kế khí động học thể thao mạnh mẽ gắn lên xe giúp chiếc xe đầm hơn khi di chuyển. Thẩm mỹ và sang trọng là điều cần thiết. Sản phẩm này mức giá hơn 15 triệu một cặp, còn tùy theo màu sắc và giá bán lên xuống một ít nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Clip tiếp nhớ like, subscribe.